Hello, em Taylor xin chào tất cả các anh chị nha. Hôm nay em xin chia sẻ với tất cả các anh chị trong và ngoài nước, các anh chị đầu tư bất động sản tại khu vực tỉnh Đồng Nai mà nhiều người để muốn biết được quy hoạch thì phải xem làm sao mà không cần phải đi xa lên tài nguyên môi trường. Thì hôm nay em sẽ hướng dẫn cho tất cả các anh chị ha. Là hiện bây giờ là chúng ta nếu mà sử dụng về iPhone, SOS hoặc Android thì tương đối nó gần như nhau. Nhưng mà hôm nay em sẽ chia sẻ cho tất cả các quý vị anh chị là sẽ dùng bằng điện thoại iPhone. Hiện bây giờ em đang sử dụng bằng hoàn toàn bằng iPhone hết. Thứ nhất là iPhone nó định vị rất là chính xác tuyệt đối nha. Đó. Thì hôm nay thì em sẽ hướng dẫn cho tất cả các quý vị anh chị nhà đầu tư bất động sản trong và ngoài nước là đầu tiên để xem được cái quy hoạch đó thì mình vào cái App Store thì mình sẽ đào cái gì về, mình đào cái Đồng Nai quy hoạch về ha. Thì Đồng Nai quy hoạch thì em đã đào nó về rồi thì nó như thế này. Đó, thì đây cũng như vậy. Thì trước đây là sử dụng về Đồng Nai Lít. Về cái app này thì vừa rồi là tỉnh Đồng Nai mình đã dừng cung cấp. Thì bây giờ là Đồng Nai chúng ta 2030 thì chúng ta đã được sử dụng cái quy hoạch Đồng Nai mới này là những quy định theo tỉnh Đồng Nai luôn, theo tài nguyên môi trường ha. Thì hôm nay em sẽ hướng dẫn cho tất cả các quý vị thì em đã đào nó về rồi. Thì các anh chị muốn được xem như được xem á cái miếng đất đó, ví dụ như người ta gửi cái cuốn sổ qua. Ví dụ như là cái cuốn sổ đó nó như thế này thì các anh chị phải xem làm sao nó có quy hoạch hay không. Ví dụ như miếng đất này là xã Xuân Thành, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Thì bây giờ diện tích của nó là 10.000 mà em không biết xem quy hoạch nó như thế nào. Thì đầu tiên thì em sẽ hướng dẫn cho tất cả các quý vị anh chị là muốn biết được việc đó thì ta coi cuốn sổ xong thì chúng ta đào cái app này về rồi, đồng quy hoạch Đồng Nai nè. Đó, bây giờ mình sẽ vô Đồng Nai nha, em sẽ vô Đồng Nai nha. Nè. Coi nó chạy làm sao. Đó, các anh chị thấy chưa? Thì ở trong Đồng Nai này có đơn vị huyện là có bao còn bao nhiêu huyện thì các anh chị cứ ví dụ như bây giờ là ở đây là sông Nhạn. Nó kêu mình nhập số tờ. Vậy thì bây giờ em không cần biết. Thì khi mình bung nó ra thì do cái mật khẩu cái cài định vị này của mình nó có sẵn cái sông Nhạn này. Thì bây giờ mình cứ dẹp nó qua một bên đi ha. Thì các anh chị cứ vào, ví dụ như bây giờ em xem một cái lô đất này, ví dụ như là em xem một cái người này gửi cho em một cuốn sổ này nè, là em không biết nó quy hoạch bao nhiêu hết á. Người ta gửi em là 14 mét mặt tiền xã Bảo Bình, Cẩm Mỹ bán 2 tỷ 6 đó, Zalo là 0982 687 668 gặp em 6 tỷ. Vậy thì bây giờ em muốn coi cái số tờ số thửa nè. Các anh chị xem số tờ số thửa. Nè, số tờ của nó là tờ bản đồ 26. Là tờ bản đồ 26 thửa 65. Vậy thì bây giờ em sẽ coi là cái đơn vị của nó là xã Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Diện tích là 1.000 mét vuông, viết bằng chữ là 1.000 mét vuông. Rồi, ok. Bây giờ em sẽ vô em xem cái quy hoạch đó coi nó làm sao. Thì em cầm cái điện thoại này lên, em sẽ mở nguồn lên ha. Em sẽ vuốt nó một cái. Rồi, em sẽ vô. Là anh chị nhìn kỹ nha. Là anh chị vô cái ô tròn tròn này nè. Không cần biết nó là sông Nhạn, Bảo Bình gì hết. Các anh chị cứ vào cái đơn vị huyện. Thì đơn vị huyện tỉnh Đồng Nai này nó gồm có đơn vị nào? Long Khánh, Tân Phú, Định Quán, Thống Nhất, Long Thành, Vĩnh Cửu, Trảng Bom, Xuân Lộc, Nhân Trạch, Biên Hòa. Thì bây giờ em vào đơn vị Cẩm Mỹ thì ở Cẩm Mỹ nó sẽ bung ra một dãy luôn của đơn vị xã thuộc huyện Cẩm Mỹ, thì đó là xã Bảo Bình thì em sẽ vô xã Bảo Bình. Nếu địa chỉ sổ mà nó nằm ở Xuân Tây thì mình sẽ vào Xuân Tây, ở sông Nhạn thì mình sẽ vào đơn vị sông Nhạn ha. Thì đây em sẽ vào là Bảo Bình. Thì Bảo Bình này bắt đầu nó kêu mình nhập số tờ. Thì hồi nãy là cái tờ bản đồ mà trong cái sổ quyền sử dụng đất là tờ 26 thửa 65 thì em sẽ nhấp nó vô. Đó nó chớp chớp đúng không? Thì các anh chị sẽ đánh là tờ 26 số 26 đi. Rồi các anh chị bật cái sẹt nó nè, sẹt một phát. Rồi tờ thửa 65. Rồi bắt đầu các anh chị vào cái ô tròn này nè, cái ô vuông ở dưới cái thanh của điện thoại chúng ta là tìm. Đó, thấy chưa? Các anh chị thấy không?
hoàn toàn là cái quy hoạch của mình xem hoàn toàn đất nó màu hồng, đất ONT nằm trong quy hoạch đất ở, mà chúng ta không mất thời gian, chúng ta không mất thời gian, con tắt cái nhạc đi không nó bắt mình quyền ba, tắt, trời ơi mình đang là quay cái này mình sợ bắt bản quyền đó các anh chị, đó, rồi thì bây giờ là ở đây cái đặc biệt đó. Đặc biệt là cái quy hoạch ở Đồng Nai chúng ta là có một cái thanh trượt. Đó là thanh trượt giống như Google Maps, là các anh chị trượt xuống nè, nhìn về cái địa thế của nó giống y xì nhau ở trên Google Maps. Và mình zoom nó lại được là có cái địa thế ở đó nó gồm có là rừng rú hay, hoặc là khu vực đó phát triển như thế nào. Thấy không? Thấy các anh chị thấy không? Thì ở Đồng Nai Lít của chúng ta vừa rồi là cái ngừng bây giờ là quy hoạch Đồng Nai mới. Thì ở đây nó có là Đồng Nai nó ghi hết luôn là 2030 là quy hoạch là trên Google này. Đó. Mà nếu mà các anh chị xem quy hoạch thì các anh chị để biết quy hoạch đó nằm ở vị trí nào và đất nằm đất nông nghiệp, đất trồng cây lâu năm, đất đó có lên thổ cư được hay không. Đó. Thấy không các anh chị thấy không? Đó. À nó là Bảo Bình. Rồi ok. Thì thứ nhất, thứ hai nữa bây giờ là nó đặc biệt có một cái nữa, nó đo được cái vị trí của mình, đo được cái vị trí của mình, ví dụ như là mình đo từ cái vị trí đất này nó về huyện Cẩm Mỹ là bao xa, hoặc là về sân bay quốc tế Long Thành như thế nào. Thì các anh chị để ý nha, các anh chị nhìn ở trên đây nó có một cái dấu cộng này, một cái dấu cộng, sau đó là các anh chị nhấp vào cái dấu cộng nha, em nhấp vô nè, nè em nhấp vô dấu cộng, thì lúc này nó sẽ bung ra cái vị trí ngay miếng đất của mình thích thả, thì miếng đất đó thì em sẽ thả vô nè, nè em thêm vị trí, anh chị thêm nó vô, đó là thả cái ghim đó, bắt đầu mình zoom nó lại, mình sẽ quét nó về thị trấn xã Long Giao là bao xa, thị trấn xã Long Giao là thuộc huyện Cẩm Mỹ nha, thì mình coi cái đơn vị miếng đất này ở xã Bảo Bình này nó cách huyện Cẩm Mỹ bao xa đó, gọi giống như mình gọi là cách thành phố trung tâm của nó là bao xa đó, thì nó nằm ở đây. Trung tâm là đơn vị hành chính của huyện Cẩm Mỹ, là Long Giao, huyện Cẩm Mỹ. Đó là thị trấn Long Giao vừa rồi là chúng ta, huyện Cẩm Mỹ đã được lên thị trấn này ha. Thì ở đây nó sẽ nói là 4.279 mét. Thì ở đây nó cách đó là đúng 4 cây số 7, là gần 5 km nha các anh chị, là cái số nó nhỏ rồi nè. Nếu mà về tới sân bay quốc tế Long Thành nữa thì anh chị sẽ đo nó như thế này. Đó, cái vị trí sân bay quốc tế Long Thành này, vào đúng cái sân bay này, thì nó thể hiện là cách bao nhiêu km này, 22.938 mét, là 22 cây số, đúng không? Và hiện bây giờ em đang đứng ở thành phố Biên Hòa. Đó. Rồi các anh chị muốn thêm cái vị trí nữa mà đi tiếp thì các anh chị vẽ tiếp là đi bao nhiêu cây số, thì nó thể hiện từ ở Sài Gòn đi về sân bay quốc tế Long Thành về Cẩm Mỹ là bao xa, thì nó tất cả một đoạn đường nó đều có cái thông số km theo đường chim bay hoặc là theo đường chính thống. Đường chính thống thì mình vẽ theo đường chính thống ha, đường chính thống thì mình đi đâu mình thả cái ghim nó là mình sẽ biết km. Và bây giờ tiếp tục nha, em sẽ xóa nó đi. Thì bây giờ muốn để kiểm tra một cái nữa thì bây giờ lại thêm một cái miếng đất khác ha, coi nó có đúng như em Taylor nói không. Rồi ví dụ như bây giờ là em sẽ tìm một miếng, một cuốn sổ mà họ gửi qua cho em, một cuốn sổ là gửi để em tìm một cái xã là xã Bình An. Rồi xã Bình An là thuộc huyện Long Thành, giáp với vành đai cảng không quốc tế Long Thành. Thì họ có gửi cho em là cái tờ bản đồ, cái cuốn sổ quyền sử dụng đất này luôn. Thì nó là tờ bản đồ số 12, 515 ở xã Bình An thuộc huyện Long Thành. Thì đặc biệt là các anh chị, quyền sử dụng đất đó, thường nó ghi là thửa đất trước, sau đó đến tờ bản đồ số bao nhiêu đó. Thì ở trên cái điện thoại của chúng ta lại đánh cái số tờ trước và thửa ở phía sau. Đó, thì bây giờ em sẽ làm tiếp tục. Em sẽ mở ra. Rồi, em vuốt nó lên. Thì bây giờ em sẽ vào. Bây giờ mình không biết. Bây giờ mình đúng là list này. Mình vô lại nha. Nhấp vô. Nếu mình nhấp vô như vậy thì mình phải nhấp vô cái thanh này, để nó ra cái đơn vị.
cái ô tròn này để cho mình nhấp vô một lần nữa. Nè, hồi nãy mình xem bảo bình rồi, bây giờ anh chị nhấp vô đây tiếp. Thì bây giờ anh chị tìm về huyện Long Thành. Thì đây là huyện Long Thành. Thì miếng đất này là huyện Long Thành, mình phải tìm cái huyện, sau đó mình mới đến xã được. Thì mình ra huyện Long Thành thì bắt đầu nó bung ra là xã Bình An, Lộc An, Bầu Cạn, Bình Phước, Cẩm Đường, thị trấn Long Thành, An Phước, Long Đức, Bình Sơn, Tam An, Long Phước, Tân Hiệp, Phước Thái. Thế thì bây giờ là mình sẽ vào là xã Bình An. Bình An nằm ở đâu? Xã Bình An đây. Đây, các anh chị bắt đầu nhấp vô. Xã Bình An. Rồi, xã Bình An, vậy thì bây giờ là số tờ của nó là tờ 12. Rồi, thửa 515. Tờ 12, xẹt. Các anh chị nhớ nha, là xẹt nha. Đó, có xẹt nè. Xong đến số thửa 515. Đó, thì lúc này bắt đầu chúng ta là bắt đầu là có cái ô màu xanh là chúng ta tìm nè. Ok, thấy chưa? Và ở cái thanh trượt ở trên đây nó có là cái hình ảnh thực tế ở trên Google vệ tinh người ta chụp thực địa. Và sau đó là mình xem cái quy hoạch Đồng Nai coi xem sao mình sẽ vuốt nó lên. Thấy chưa? Các anh chị nhìn thấy rõ không? Thì cái mặt tiền đường này là nó có ghi là 63m và góc cạnh là 10 và một góc là sâu 29 và cái hậu của nó ngang của nó là 48. Vậy thì cái miếng đất này là mặt tiền là 63m nằm trong quy hoạch đất ở, và màu vàng là mặt tiền đường hiện hữu của nhà nước ha. Thì miếng đất này thì bây giờ mình sẽ xem nó nằm ở vị trí nào về cách sân bay quốc tế Long Thành bao xa. Thì miếng đất này giá bán là 4 tỷ 7. Người ta có gửi cho em là 4 tỷ 7, thấy chưa? Bán 1 ngày mới vui xã Bình An, sân bay quốc tế Long Thành, 4 tỷ 7, 0982 687 668. Vậy thì em sẽ coi cái quy hoạch này, coi coi nó giáp con đường nào. Em sẽ zoom nó lại. Ồ, con đường này là giáp vành đai 4 các anh chị. Vành đai 4 đây, vành đai 4. Ở đây là xã Bình An và kế bên là xã Sông Nhạn. Đây các anh chị xem là nó thể hiện là các anh chị zoom nè. Nó tùy theo cái wifi hoặc là cái 3G của mình nó mạnh hay không ha. Và sau đó nó sẽ bung cái diện tích ra luôn nè. Tờ 12 thửa 515 diện tích 1023 m². Đó. Bình An, Long Thành, mục đích đất trồng cây hàng năm, quy hoạch 2030, đất ở tại nông thôn. Đấy chưa? Thì cái đất này màu hồng này á, thì tất cả đã được lên thổ cư và được tách thửa ra 1000 m². Mà theo quy định nhà nước thì thuộc tỉnh Đồng Nai của chúng ta thì diện tích là 1000 m² là tách, không cần có thổ cư, dù đất đó là đất nông nghiệp hoặc là đất nằm trong quy hoạch đất ở đều quy định là 1000 m² mới được tách sổ. À, còn ngoài ra anh chị mua 1000 m² mà anh chị tách sổ đó 100m thì các anh chị hoàn toàn phải lên hết 1000 m² thổ cư này để tách chia cho 10 lô. Đó, thì đại khái em nói nôm na là như vậy. Thì đây là con đường vành đai 4. Thì nó giáp với cảng hàng không quốc tế Long Thành của chúng ta bao xa? Đây là các anh chị xem này. Đó, đường vành đai 4 nè, nó có ghi nè. Và đường cao tốc, và đường cao tốc Long Thành nè. À, ở đây nó có rất là có cái hay là có cái thanh trượt này. À, thực tế và đường và thực tế hiện hữu của Google Maps. À, các anh chị nhìn rõ không? À, thì bây giờ em sẽ thả từ cái vị trí đất này về sân bay cảng không quốc tế Long Thành là bao xa. Thì em cứ trượt nó lên thì lại cứ như lúc ban đầu. Là các anh chị nè. Có dấu cộng nè. Các anh chị bỏ dấu cộng vô. Nhấp dấu cộng vô. Đó, rồi các anh chị thả ngay đúng cái lô đất đó của chúng ta nãy. Các anh chị thêm địa điểm ghim nè. Đó, rồi các anh chị vuốt xuống là thả cái cột ghim rồi đó. Mình sẽ về tới sân bay cảng không quốc tế Long Thành, vào đúng khu tái định cư cảng không quốc tế Long Thành cũng là bao xa. Thì nó giáp với cảng không quốc tế Long Thành của chúng ta là bao nhiêu? 2692m. Vậy thì nó là 2 cây số 6. Nó cách sân bay quốc tế Long Thành của 2 cây số 6 các bạn ạ. Và về với cảng, về với khu tái định cư cảng không quốc tế Long Thành của chúng ta đang ở là hiện hữu dân cư thành phố mới, thì nó bao xa? Thì nó ghi là 7117 m², 7117 m tới, thì có nghĩa là 7 cây số
7 cây số ha, hơn 7 cây số một tí. Thì đó, thì nó rất là có cái hay của nó nha các anh chị. Thì các anh chị có thể là đặt và kéo thân trượt này xuống thành Google Map, thì các anh chị thấy địa hình của khu vực huyện Long Thành này nó như thế nào và nó phát triển trên cái vệ tinh xây dựng ra sao thì các anh chị nhìn có thể biết. Và đặc biệt nữa là Google Map đã theo cập nhật theo 6 tháng hoặc 1 năm nó được vẽ lên và úp và chia sẻ cho cộng đồng của chúng ta được xem ha. Thì ai là người quan tâm về bất động sản khu vực cảng hàng không quốc tế Long Thành cũng như các anh chị văn phòng mà có nhu cầu về mua đất khu vực tại Đồng Nai mà không có biết về cái quy hoạch này á, thì hôm nay em làm cái video này chia sẻ cho tất cả các quý vị anh chị mà biết được á, thì hãy cho em một like, ủng hộ em một xúc nha, cho em được phấn khởi. Hôm sau em có những cái gì hay hay khu vực ở huyện Long Thành em xin chia sẻ tiếp cho tất cả các quý vị anh chị. Đặc biệt là sân bay quốc tế Long Thành Đồng Nai chúng ta đã khởi công rồi nha. Đó, thì bây giờ em sẽ trả lại bình thường. Thì em vẽ mình cái sân bay cho các anh chị xem này, cái sân bay đó nè. Cái sân bay của nó nè. À, các anh chị thấy không? Thì bây giờ em muốn vẽ sân bay là biết được diện tích bao nhiêu km thì em sẽ thả ghim cho các anh chị xem nè. Lại cũng như ban đầu, em thả cái góc cạnh này nè. Em thả một cái nha. Coi sân bay này nó rộng khoảng bao nhiêu, em thêm. Rồi em kéo song song với đường cao tốc Hồ Chí Minh. Dòng dây, em thả, em ghim cái nữa. Thì nó là 10.000 này. Về mặt sân bay là 10.000 km. Và góc của nó hình chữ nhật là xuống này là bao nhiêu? Hết màu. Rồi. Nó là 5.000 km. Ở quên 5 km. Vậy thì làm em thả ghim cái nữa và em sẽ kéo. Đó, nó chặt góc là nó đo thường theo tọa độ giống mình đo thước luôn. Đó là cái thước đo luôn ha. Đó. Em thả cái nữa và em kéo nó lên đây lần nữa là 4 góc cạnh. Vậy thì cái sân bay quốc tế Long Thành này là 5.000 km. Quên, Long Thành của chúng ta là 5.000 hecta. Được bán theo mặt tiền sân bay quốc tế Long Thành đường cao tốc là 10 km, 10 và 5 km. Đó, rất là rộng ha các anh chị ha. Thì hiện bây giờ là em đang bán đất khu vực này thì em cũng giới thiệu luôn tiện thể thì giới thiệu cho các doanh nghiệp và các anh chị nhà đầu tư bất động sản luôn ha. À, em đang bán khu vực này. Đầu cửa ngõ phía tây sân bay quốc tế Long Thành, xã Long An, diện tích là 1.000 m2. Và sau đó thì em cũng bán miếng đất xã ở Bình An, khu vực này là quy hoạch đất ở hết khu vực này. Thì anh chị em nào mà có nhu cầu quá thì cứ liên hệ với em ha. Em chuyên cung cấp thông tin và chọn vị trí cho các doanh nghiệp đất xào, đất mẫu làm kho bãi nhà xưởng hoặc là đất làm dự án phân lô bán nền ha. Thì đây nữa thì nó qua bên này nó là xã Sông Nhạn, thì em chỉ luôn cho các anh chị là giờ em xóa cái vị trí thả điểm đi ha. Ở đây mình chúng ta cũng có vuốt á, thì nó theo từng cái ranh của đơn vị hành chính. Ví dụ như em vuốt như vậy nó màu sáng lên á thì nó là thuộc xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, thì nó thể hiện luôn ở trên đây. À, nếu em đi qua bên này nữa thì cái ranh của nó lại nhảy này, nó lại sáng lên thì nó là xã Bình An, Long Thành. Thì con đường Hương Lộ 10 mới thì nó nằm ở vị trí này nè. À, nó thuộc xã Sông Nhạn và xã Bình An ở bên này, xã Bình An, Sông Nhạn, rồi đến đây là xã Cẩm Đường. À, giáp với cảng hàng không quốc tế Long Thành của chúng ta. Thì hiện bây giờ em đang có một số quỹ đất của các anh chị nhà đầu tư bất động sản cũng như là người bà con ở hàng xóm là sống ở đây gần 100 năm, thế nhiều thế hệ, và có gửi đất khu vực này, đất xào, đất mẫu cho em để ký gửi và chia sẻ thông tin cho các anh chị biết mà đầu tư ha. Thì em là người địa phương Long Thành thì em xin chia sẻ cái quy hoạch làm sao để cho tất cả các anh chị trong và ngoài nước dùng bằng điện thoại mà vẫn test cái quy hoạch để sau này mình đỡ mất công mình đi lên Sở Tài nguyên Môi trường mình xem. Cái đây là một trong những cái lợi thế thì Tài nguyên Môi trường tỉnh Đồng Nai chúng ta cũng hỗ trợ cho bà con để biết là cái vùng đất nào để giao dịch, vùng đất nào để làm quỹ đất khu công nghiệp, quỹ đất của dân cư và các sân bay Long Thành thì nó như thế nào. Thì đặc biệt nữa em xin chia sẻ nữa nè, ở sân bay quốc tế Long Thành ở vành đai của chúng ta là xã Sông Nhạn và Sông Quế thì nó có 4.000 hecta quy hoạch khu công nghiệp để đón đầu phía đông cảng hàng không quốc tế Long Thành, và sau đó là phía nam cảng không quốc tế Long Thành chúng ta là Bầu Cạn và Tân Hiệp là quy hoạch gần 3.000 hecta bám theo tuyến quốc lộ 51. Đó, đây là đầu cửa ngõ phía tây cảng hàng không quốc tế Long Thành của chúng ta sẽ đi về Sài Gòn. Từ đây, từ sân bay quốc tế Long Thành về Sài Gòn được bao xa thì em xin thả ghi một cái nữa cho các anh chị xem nha. Em vào dấu tròn này, dấu cộng, rồi em thả ghi từ cái sân bay này
và sẽ đi về Sài Gòn là bao xa ha? Rồi, em thả cái ra. Rồi em sẽ đi về qua sông Đồng Nai, qua sông Đồng Nai đến Tam An. Rồi có Hồ Chí Minh nè, các anh chị thấy Hồ Chí Minh Thủ Đức không? Thì nó có 18 cây số. Vậy thì mình từ sân bay quốc tế Long Thành về với Ranh thành phố Thủ Đức và Sài Gòn là 18 km, vào tới quận nhất luôn, coi xem sao ha. Thành phố Di An, thành phố Hồ Chí Minh đó, đại khái là cái thanh trượt này nó sẽ nhảy lên từng km một cho chúng ta để biết từ cái sân bay quốc tế Long Thành về Sài Gòn bao xa và đi các tỉnh thành khác ha. Đây là một trong những cái em xin chia sẻ cho tất cả các anh chị có nhu cầu về đầu tư bất động sản tại khu vực tỉnh Đồng Nai thì cứ liên hệ trực tiếp với em ha. Hiện bây giờ là em là số điện thoại của em là 0982 687 668. Zalo cập nhật, các bạn cứ cập nhật Zalo của em sẽ gửi tất cả thông tin những cái thửa đất mà nhiều anh chị đầu tư bất động sản cũng như nhà vườn tại người địa phương của chúng ta, huyện Cẩm Mỹ, huyện Long Thành, huyện Trảng Bom, để em chia sẻ cho tất cả các quý vị để có cơ hội mua để đầu tư làm công ty, kho bãi hoặc là kinh doanh bất động sản ha. Đó thì các anh chị nhìn nào, hiện bây giờ là em đang bán trên mặt tiền đường Hương Lộ 10 này. Đó, quy hoạch màu hồng hết khu dân cư đón đầu sân bay. Thì đây em sơ lược luôn là đường vào sân bay quốc tế Long Thành của chúng ta này, đường vào trung tâm đầu cửa ngõ phía đông sân bay này. Đó, đường sắt này vào sân bay quốc tế. Hiện bây giờ là sân bay quốc tế Long Thành của chúng ta đã khởi công rồi nha các anh chị. Thì hôm nay Tan Lo em xin chia sẻ cho tất cả các quý vị là sân bay quốc tế Long Thành chúng ta đang khởi công ở đây này. Khởi công nguyên cái vùng này ở đầu cửa ngõ. Ở khu vực này là gọi là xã Suối Chầu và Bình Sơn. Hiện bây giờ xã Suối Chầu là đã coi như là mất hoàn toàn 100% luôn, là hoàn toàn sau này các anh chị không còn thấy xã Suối Chầu và được nằm trong quy hoạch khu cảng hàng không quốc tế Long Thành. Đó thì cảng hàng không quốc tế Long Thành ở chúng ta vừa rồi là ngày 30 tháng 3 cuối tháng đầu tháng 4 đã khởi công móng cọc nhà ga sân bay quốc tế Long Thành tại địa điểm này ha. Thì bây giờ thì em xin cảm ơn các anh chị đã theo dõi tay lo và xin các anh chị cổ vũ cho em một like và một comment và đăng ký kênh cho em được nhiều niềm vui ha. Giờ đây em xin chân thành cảm ơn, chúc cho tất cả các quý vị một ngày mới bình an hạnh phúc, chúc cho tất cả các doanh nghiệp, các doanh nhân có cơ hội về đây đầu tư vành đai để xây dựng kinh doanh thương mại khu vực vành đai cảng hàng không quốc tế Long Thành, gồm có là xã Bình An, Lộc An, Thừa Đức, Cẩm Mỹ, Sông Nhạn ha. Thì cứ liên hệ với em thì em chia sẻ và tư vấn cho các anh chị miễn phí 24 trên 24 giờ, trừ ra lúc em ngủ. Xin chân thành cảm ơn. Hẹn video kế tiếp. Goodbye.